Andrea Pirlo, báu vật cuối cùng của bóng đá thế giới và cú sút phạt huyền thoại. Gennaro Gattuso từng chia sẻ, khi tôi quan sát Pirlo, theo dõi từng cử động chạm bóng của Pirlo, tôi phải tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, liệu rằng mình có xứng đáng được gọi là cầu thủ bóng đá không? Trong sự nghiệp đầy rẫy những vinh quang mà không cần tới sự tô điểm của những scandal hay những phát biểu hùng hồn, Pirlo đã khái quát hóa và định nghĩa lại những gì cơ bản nhất mà một cầu thủ cần có, bộ não chứ không phải sức mạnh thể chất để điều khiển trái bóng. Trong bóng đá hiện đại đặt nặng tính sức mạnh và chiến thuật, Pirlo thực sự là báu vật cuối cùng của bóng đá thế giới. Giọt nước mắt tức tưởi của thiên tài. Andrea Pirlo tới từ Flero, một tỉnh thuộc thành phố Brescia, sinh ra trong một gia đình khá giả nếu không nói là thuộc tầng lớp thượng lưu. Anh bắt đầu làm quen với trái bóng dưới sự hướng dẫn của anh trai Ivan và con cái bạn bè của cha mẹ. Trên những con phố ở Flero, cư dân trong ngôi làng phía nam Brescia dần biết tới Pirlo và tài năng bóng đá của anh. Từ Volantis, ông chủ tịch Brescia, đội bóng chủ quản của Volantis dần để mắt tới Pirlo. Trong khi đó, hội đồng quản trị Atalanta, kình địch của Brescia, triệu tập cuộc họp khẩn để hội bàn phương án giật lấy Pirlo khi ấy đã 14 tuổi. Trong cuốn tự truyện, Pirlo đã viết, từ nhỏ, tôi đã luôn nhận thức được mình giỏi hơn người khác cũng hiểu được điều đó, nhưng chính vì thế mà những chủ đề bàn tán về tôi thường là nói xấu. Một trận đấu của đội trẻ Brescia, các đồng đội do lòng đố kỵ nhất quyết không chịu truyền bóng cho Pirlo. Ngoài đường biên, phụ huynh của những người này thóa mạ Pirlo, mày tưởng mình là Maradona. Pirlo tức tưởi chạy về đường biên ngang về phía đối diện và đi thẳng vào đường hầm. Sau ngày hôm đó, Pirlo không còn thường xuyên ra sân vì án phạt của câu lạc bộ. Ở đường hầm ngày hôm ấy, anh tự nhủ, những kẻ xấu xa và bẩn tính ngoài kia không đáng để mình quan tâm. Trong các phiên huấn luyện, luôn có ít nhất 10 nỗ lực cố tình triệt hạ đôi chân của Pirlo. Tuy nhiên, Pirlo luôn bình tĩnh vượt qua ác cảm đám đông và anh tuyệt nhiên không bao giờ trả đũa. Anh hiểu rằng, những kẻ ngoài kia càng ghét anh thì chỉ càng chứng tỏ anh là ngôi sao bóng đá thực thụ. Mùa bóng 1996-97, Pirlo lúc ấy 17 tuổi, đã trở thành một cầu thủ trầm tính, nhút nhát nhưng có dấu hiệu của một ngôi sao lớn. Chức vô địch Serie B là bằng chứng rõ nhất. Gino Corioni tuyên bố, cậu ta sẽ là biểu tượng của Brescia và nhiệm vụ của tôi là giữ chân Pirlo bằng mọi giá, chừng nào câu lạc bộ còn duy trì suất chơi ở Serie A. Thống trị cuộc chơi bằng vài mét vuông. Inter, đội bóng Pirlo mến mộ từ nhỏ, là bến đỗ tiếp theo của chàng cầu thủ trẻ. Ở đây anh sẽ được sát cánh bên cạnh người ngoài hành tinh Ronaldo, nhà vô địch thế giới Jory Chokaev và thần tượng Roberto Baggio. Không ai có thể truyền bóng như Pirlo, nhất là ở Italy, nơi chủ nghĩa biểu hiện nghệ thuật bị khéo léo giới hạn bằng các quy chuẩn phòng ngự và tầm ảnh hưởng của Francesco Totti. Pirlo không đơn giản là vung chân và đẩy quả bóng đi, anh liên tục vận động và tìm ra khoảng trống. Theo Pirlo, muốn quả bóng tới đúng địa chỉ thì đường đi của bóng phải thông thoáng và không có bất kể vật cản nào. Nghĩa là trước khi quyết định vung chân, Pirlo phải đảm bảo không gian vừa đủ cho trái bóng lọt qua. Đấy là tư duy của Pirlo, người chơi bóng bằng cái đầu thay vì sử dụng bản năng đôi chân. Trong mùa giải đầu tiên Pirlo khoác áo Inter, ông chủ tịch Moratti đã thay tới 4 huấn luyện viên Gigi Simoni, Lucescu, Luciano Castellini và Roy Hodgson. Simoni và ông thầy cũ Lucescu tin dùng Pirlo nhưng hai người còn lại thì không. Về Regina và Brescia theo dạng cho mượn là lựa chọn bắt buộc phải chấp nhận nếu anh còn muốn phát triển sự nghiệp. Thật may mắn, tại đây, Pirlo đã khiến những kẻ đẩy anh đi phải thở dài tiếc nuối. Nguyên tắc kiểm soát bằng vài mét vuông được Pirlo thể hiện rõ nhất trong màu áo Brescia. Pirlo bị điều xuống đá tiền vệ phòng ngự, nhưng điều này chẳng ngăn cản anh liên tục điền tên vào danh sách kiến tạo. Một thiên tài bóng đá bước ra ánh sáng. Tất nhiên, anh phải cảm ơn ông Mazzoni vì đã tạo điều kiện cho chơi ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ, ngay trên hàng hậu vệ, là vị trí đã làm nên tên tuổi của anh. Nỗ lực tột cùng và tài năng cá nhân đã xóa tan những thành kiến về mẫu tiền vệ có vẻ ngoài lãng tử, yếu ớt thời đó. Ở vị trí nguy hiểm nhất trên sân, Pirlo vẫn làm xuất sắc công việc ấy tới nỗi Marcello Lippi phải bảo anh là đổ máu lạnh. Và hẳn nhiên, anh không bao giờ đánh mất bản năng kiến tạo đã in sâu vào từng tế bào cơ thể, bất chấp 90 phút trên sân là 90 phút Pirlo đối mặt với nỗi lo mất bóng thường trực.
Một hình ảnh kinh điển tóm tắt toàn bộ tài năng của Pirlo là phút 86 trong chuyến làm khách của Brescia tới Turin gặp chủ nhà Juve. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Juve, còn Pirlo bị vây quanh bởi 9 cầu thủ Juve, truyền một đường vượt tuyến tới đúng đà băng xuống của Baggio trước khi thủ môn Venezia bị đánh bại. Bảng điện tử nhảy 1-1 và Mazzoni khẳng định đấy là ngày Pirlo bước ra ánh sáng. Nói ít hiểu nhiều. Giữa mớ bùng nhùng ở Inter, Pirlo không muốn sự nghiệp lụi tàn và đưa ra một quyết định đầy dũng cảm là quay lưng với đội bóng thần tượng thuở nhỏ và chuyển sang khoác áo kình địch cùng thành phố là AC Milan. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti ban đầu có phần bực bội vì tốc độ rùa bò của Pirlo trong một buổi tập ở Milanello vào năm 2002. Tuy nhiên, vào mùa giải tiếp theo, Carletto có vẻ đã bị thuyết phục. Ancelotti dần nhận ra năng lực đặc biệt của Pirlo và ông đã phần nào mô phỏng lại công thức của người đồng nghiệp Mazzoni ở Sampdoria với sự hỗ trợ của Clarence Seedorf và Gennaro Gattuso ở hai bên. Trong 8 năm tiếp theo, Pirlo và Ancelotti là một cặp bài trùng. Tuy nhiên, điều khiến người ta ngưỡng mộ Pirlo không phải hiệu quả hay danh hiệu mà là những thứ đã tuyệt chủng trong thế giới bóng đá đương đại như phong thái chơi bóng đĩnh đạc, hành vi thông minh và hào hoa. Pirlo là mẫu cầu thủ mà các huấn luyện viên không cần phải đưa ra quá nhiều lời chỉ dẫn hoặc không nói gì cũng chẳng sao. Pirlo luôn có cách tự đáp ứng đòi hỏi của giới huấn luyện. Anh ấy là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới, Ancelotti nói. Với Pirlo trong đội hình xuất phát và một lối chơi được xây dựng lấy anh là hạt nhân, các danh hiệu sớm ùa về phòng truyền thống Milan. Mùa năm 2002-2003, Milan vô địch Coppa Italy, Champions League và siêu cúp châu Âu. Một năm sau là Serie A và siêu cúp Italy, thêm một danh hiệu Champions League và cúp các câu lạc bộ thế giới vào năm 2007 trước khi nâng đĩa bạc Scudetto vào năm 2011. Nhưng những con số khô khan và tấm huân chương vô tri không thể giải thích tại sao Pirlo lại được mến mộ đến vậy, cũng không thể cắt nghĩa tình cảm mà tất cả các huấn luyện viên làm việc cùng Pirlo dành cho anh. Là phong cách, thần thái và tinh hoa Pirlo bỏ vào từng cử chỉ chạm bóng, đấy là thứ tài sản quý giá mang thương hiệu độc quyền của Pirlo trong thời đại của những cầu thủ cơ bắp và các giáo án phòng ngự điển hình. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Cú sút phạt thần thánh. Cách tốt nhất để thấm nhuần tư tưởng Pirlo là xem anh thực hiện các pha sút phạt. Những tuần sinh hoạt ở trại huấn luyện Milanello, Pirlo đã nghiên cứu video và đồ họa phác thảo nguyên tắc vật lý của Juninho để tái hiện các pha đá phạt nắc bóng, tức là đưa trái bóng cắm từ trên xuống dưới. Nỗi ám ảnh về cú sút phạt đi theo Pirlo vào tận toilet, và trong một bối cảnh không thể lường trước như vậy, Pirlo bất giác phát hiện ra điểm tiếp xúc với trái bóng chỉ là 3 ngón chân. Ngay ngày hôm sau, 24 tiếng trước tuần lễ thi đấu Serie A, anh đã giam mình trên sân tập tới nửa đêm để thực hành bằng được bài đá phạt. Cuối cùng, Pirlo cũng thành công. Anh gọi cú đá phạt của mình bằng cái tên Maladetta, nghĩa là lời nguyền rủa, như muốn ám chỉ các thủ môn sẽ luôn bị đánh lừa về quỹ đạo của trái bóng trước khi nó rơi vào lưới. Joe Hart hơn ai hết hiểu rõ cảm giác ấy. Hai năm sau khi trở thành nạn nhân trên loạt đá luân lưu ở tứ kết Euro 2012, thủ môn số 1 tuyển Anh đã thực sự thấm thía kỹ năng đá phạt của Pirlo. Phút bù giờ thứ tư, trận Anh-Italia, vòng bảng World Cup 2014, Italia hưởng phạt chết về phía bên trái theo hướng tấn công của Italia. Pirlo bước lên chấm đá phạt, và khi bóng vừa bay ra từ chân Pirlo, Hart theo phán đoán thông thường nghĩ rằng sẽ phải đổi người về bên phải. Nhưng vào khoảnh khắc anh chuẩn bị bay người thì trái bóng lại bất ngờ đổi hướng găm thẳng về phía đối diện và chỉ có xà ngang mới cứu người anh tránh thua thêm bàn nữa. Cảm giác bất lực hiện rõ 1-1 trên mặt Hart, anh tức tối, đá mạnh vào biển quảng cáo và hét vào mặt chú bé nhặt bóng. Đưa quả bóng chết dẫm kia đây! Chúa trời ở Juve giải nghệ. Sau khi bị đẩy khỏi AC Milan, khát vọng lớn nhất trong những năm cuối cùng chơi bóng đỉnh cao của Pirlo là chứng minh những ai đẩy anh khỏi San Siro sai lầm. Ngày Pirlo gọi điện báo tin, Buffon mừng thầm, thế là Juve có chúa trong đội rồi, đây là phi vụ thế kỷ. Conte đã xây dựng lối chơi xung quanh Pirlo, giúp Pirlo phát huy tối đa năng lực của mình. Khi Allegri lên nắm quyền, ông đã phải chủ động nhấc điện thoại liên hệ ngay Pirlo, bấy giờ đang tận hưởng kỳ nghỉ hè sau World Cup để chủ động làm hòa. Tháng 7 năm 2015, New York City FC gây tiếng vang lớn khi chiêu mộ thành công Pirlo từ Juventus. Tiền vệ 38 tuổi đã có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng đội bóng và trở thành một phần quan trọng ở tuyến tiền vệ. Thế rồi, thời khắc cũng đã đến, tiền vệ tài hoa Andrea Pirlo xác nhận anh sẽ giải nghệ khi hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản New York City kết thúc vào cuối năm 2017.
đã đến lúc để dừng lại. Mỗi ngày phải đối mặt với vấn đề thể lực, không thể luyện tập như mình mong muốn. Ở tuổi của tôi thế là đủ. Không ai có thể chơi bóng mãi cho đến 50 tuổi. Tôi sẽ làm một việc gì đó khác. Quá khó khăn đối với người nghệ sĩ tài hoa của thế giới bóng đá để nói lên những điều trên, nhưng thời khắc đó đã đến. Gia đình ông bà Pirlo sở hữu trang trại Bratton Color rộng 10 hecta nằm ở rìa ngoài ô Flero, năng suất một năm khoảng 50.000 chai rượu vang. Trong tương lai gần, Pirlo dự định sẽ cải tạo trang trại và biến nơi đây thành khu du lịch sinh thái trong những mùa cao điểm. Và đây là đền đài của Chúa Trời Pirlo dành cho các tông đồ Juventini đến chiêm bái. Khoảnh khắc Pirlo lên bục và nhận tấm huy chương cho đội về nhì trong trận chung kết Champions League 2014-2015, một cảnh tượng hiếm có khó tìm đã diễn ra. Cổ động viên Barca đồng loạt dừng màn ăn mừng chiến quả, còn Alvaro Morata kiễng chân lên và hô vang Pirlo, Pirlo, Pirlo. Trong thế giới bóng đá hiện đại đặt nặng tính sức mạnh và chiến thuật, Pirlo thực sự là báu vật cuối cùng của bóng đá thế giới. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!